Bạn nào hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách mà hẹn đặt cái thời gian sử dụng khi dùng ứng dụng ở trên điện thoại Xiaomi nha các bạn. Thì đầu tiên là các bạn giúp mình là vô mục cài đặt nè. Rồi, các bạn tìm đến cái mục là Digital Web Pin and quyền kiểm soát của cha mẹ nè, các bạn chạm vô giúp mình. Rồi, ở đây nè, nó sẽ hiển thị cái thông tin sử dụng điện thoại của bạn nha. Cái tỷ lệ các ứng dụng nè. Rồi, thì sau đó các bạn chọn giúp mình là cái trang tổng quan. Đó. Trong cái phần trang tổng quan này nó sẽ hiển thị các ứng dụng đúng không? Thì các bạn chọn giúp mình cái ứng dụng mà mình hay dùng nè. Đó, hoặc là có thể hiển thị tất cả các ứng dụng luôn là 91 ứng dụng này. Thì mình chọn cái ứng dụng là vừa nào mà hay dùng Facebook đó, thì bạn chọn vô. Rồi, các bạn chọn thời gian sử dụng là 1 giờ 30 phút hay 2 giờ 30 phút. Thì cứ đúng 2 giờ 30 phút hết thời gian này thì nó sẽ nghỉ ha. Đó, thấy chưa? Ở đây thì các bạn có thể chọn được 23 giờ. Rồi, thì ở đây ví dụ mình chọn là 2 giờ chẳng hạn, bấm OK. Thì khi đó ở bên này nó sẽ có cái thanh thông báo này, cái biểu tượng thông báo này không, và cái ứng dụng Facebook nó sẽ mờ đi. Rồi, tương tự với các ứng dụng còn lại như là Chrome chẳng hạn, các bạn chọn thời gian sử dụng ứng dụng đó thì nó sẽ hiện lên cho mình Facebook nó hay không, xóa lịch hẹn giờ đi thì nó sáng lên nè đó, rồi cài vô thì nó sẽ mờ đi. Rồi, đó là cái cách sử dụng ứng dụng này ha. Rồi, cảm ơn các bạn.